Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn về thẩm quyền hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thưa quý vị và các bạn, trong tay tôi đó là cái thông báo về việc chuyển đơn khởi kiện. Trong cái video này tôi sẽ chỉ giới hạn cho quý vị và các bạn trong 24 quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh mà thôi. Thưa quý vị và các bạn, cái câu chuyện nó như thế này. Các bên tranh chấp về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chuyển lên Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn hai cái ví dụ. Thưa quý vị và các bạn, thì tôi có một cái hồ sơ tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nôm na nó như thế này: các bên giao dịch với cái mức giá trị là 1 tỷ đồng, thì bên nhận chuyển nhượng đã đưa cái số tiền là thanh toán là 600 triệu đồng. Tuy nhiên rằng cái phí bên chuyển nhượng đó đã không giao, và các bên đã khởi kiện ở tòa. Tuy nhiên khi hủy hợp đồng thì lại không được, vì phía bên nhận chuyển nhượng đã sang tên đăng bộ. Và như vậy, trong trường hợp này, nếu các bên yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phải hủy luôn cả hợp đồng thì thuộc thẩm quyền của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đó là cái câu chuyện thứ nhất. Cái câu chuyện thứ hai, tôi nói về một cái vụ kiện của Tòa án Nhân dân quận. Các bên ký hợp đồng vay tiền, sau đó thì do mặc dù là ký hợp đồng vay tiền nhưng các bên lại ký hợp đồng mua bán nhà. Và sau khi mà không có trả tiền vay đó, thì cái phía bên mà mua nhà họ đã khởi kiện với cái yêu cầu là đòi nhà cho ở nhờ. Tuy nhiên thì trong cái yêu cầu mà phản tố ngược lại thì cái phía bên mà bán nhà họ cho rằng không, đây là hợp đồng vay tiền, và họ yêu cầu hủy cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì thực tế đây là việc vay tiền không hơn không kém. Nhưng bây giờ lực bất tòng tâm, vì sao? Vì đã có một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cập nhật sang tên của người mua rồi, cho nên thẩm quyền thuộc về Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ để trả lời cái câu hỏi tại sao Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thụ lý giải quyết trong việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì tôi nói như thế này. Trước đây thì văn phòng đăng ký của các quận huyện đó thì trực thuộc bên ủy ban. Còn bây giờ văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của 24 quận huyện trực thuộc của thành phố, của Sở Tài nguyên Môi trường. Như vậy khi mà khi làm khiếu nại hủy giấy, khiếu kiện hủy giấy thì buộc lòng phải kiện Sở Tài nguyên Môi trường, cái nơi mà quản lý của cái hồ sơ. Thật ra thì đúng ra tôi cũng không có đưa cái việc mà thẩm quyền khiếu kiện vào cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Tuy nhiên rằng tôi thấy rằng nếu trong trường hợp văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên Môi trường, và như vậy khi bất kỳ một cái giao dịch nào đó mà cần hủy giấy, như là tại Củ Chi, như tại Gò Vấp, như tại Bình Chánh, thì lại có những cái tất cả những cái gọi là tòa án quận huyện có thể giải quyết được, nhưng tuy nhiên chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh làm một cái trường hợp nó quá tải. Và đây là ý kiến cá nhân của tôi. Tôi nghĩ rằng là nếu như trong trường hợp văn phòng đăng ký của trực thuộc của quận huyện thì khi hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cái việc mà lập văn bản hỏi nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy rất là dễ dàng và thuận lợi hơn. Dĩ nhiên đây là ý kiến cá nhân, không thể thay đổi được tình trạng của hồ sơ vụ kiện. Tuy nhiên thông qua cái video này, tôi muốn hướng dẫn với quý vị và các bạn, những cái khách hàng tôi, rằng thẩm quyền hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại bạn, thẩm quyền hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại quận, thẩm quyền hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở huyện cũng là nơi tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi sẽ đọc cho quý vị và các bạn nghe thông báo về chuyển đơn khởi kiện. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kính gửi khách hàng gì đó. Tòa án Nhân dân đã nhận được đơn khởi kiện ngày của bà A nộp cho tòa án qua đường bưu điện. Trong cái việc yêu cầu tòa án là yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số thửa, tờ bản đồ, tọa lạc do Ủy ban Nhân dân cấp ngày tháng. Tòa án Nhân dân đã tiến hành xem xét đơn khởi kiện của quý vị và nhận thấy rằng việc giải quyết yêu cầu khởi kiện thuộc thẩm quyền của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tòa án Nhân dân chúng tôi đã chuyển đơn khởi kiện của quý vị đến Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết theo quy định của tố tụng dân sự. Đây là một cái mà văn phòng chúng tôi nhận được từ một cái cấp của Tòa án Nhân dân huyện. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống thì chúng ta không thể nói được rằng là bây giờ chúng ta chọn như thế nào. Tuy nhiên rằng là tôi thấy đặc biệt là những người dân Củ Chi quê tôi, khi mà khởi kiện đến Tòa án thành phố Hồ Chí Minh, cái việc đi lại từ hơn 30 km trong cái việc mà bổ sung hồ sơ, chứng cứ, lấy lời khai, thẩm định giá nó rất là khó khăn, và cũng là một cái lời than trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Nếu như quý vị và các bạn có một cái sự đồng cảm, có một cái sự gọi là am hiểu pháp luật, thì quý vị và các bạn hiểu rằng, và thông qua cái chương trình này, thông điệp của chúng tôi nói như thế nào. Nếu quý vị và các bạn là những người mong muốn tuyên bố một cái hủy một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở 24 quận huyện, quận 3, quận 4, quận 5, quận 10, Gò Vấp, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, thì quý vị và các bạn nộp thẳng đến Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết đúng thẩm quyền, tránh những cái trường hợp quý vị đi lại mất thời gian, công sức lẫn tiền bạc. Đó là những cái hướng dẫn mang một cái tính chất rất là cơ bản của trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Kính mong quý vị và các bạn có những cái phản hồi tích cực, thì xin hãy để lại comment để chúng tôi có những cái động lực để mà giúp cho trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình.